Thưa quý vị, sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri lần thứ tư. Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn, Nguyễn Thị Anh Thi và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì hội nghị. Hội nghị lần này, cử tri đã kiến nghị nhiều ý kiến liên quan đến việc thực hiện luật cư trú khi sổ hộ khẩu không còn hiệu lực, tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác vệ sinh môi trường, quản lý trật tự đô thị, đảm bảo mỹ quan đô thị. Nhiều lúc, nhiều nơi, việc thao tác xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, gây khó khăn cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ, làm kéo dài thời gian chờ đợi của công dân. Thì đề nghị thành phố có giải pháp gì để khắc phục cái vấn đề này? Phản ánh của bà con cử tri là do đường truyền. Thì đường truyền thì về mặt chuyên môn thì nó có 3 cái hướng. Thứ nhất là cơ sở vật chất của xã phường phải xác nhận một điều là trong quá trình cơ sở vật chất của một số quận huyện là chưa đảm bảo được cái yêu cầu triển khai. Cái thứ hai là phần mềm và cái thứ ba là đường truyền. Đối với hạ tầng truyền dẫn, đặc biệt kết nối đường truyền thì Sở Thông tin Thông chịu trách nhiệm chủ động rà soát cái việc này, và Sở Thông tin Thông đã rà soát được khoảng gần 40% tất cả các nơi. Thì cái vấn đề truyền dẫn thì nó có hai phần, truyền dẫn trong nội bộ thành phố Đà Nẵng và truyền dẫn đối với các kết nối cơ sở dữ liệu của Trung ương. Thì cái đối với truyền dẫn sau khi rà soát lại thì Sở sẽ có các báo cáo và đề xuất cụ thể với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Hiện nay thì tình hình học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ vì các em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông có phân khối lớn, đi hàng ngang hàng ba, có khi không đội mũ bảo hiểm, mà các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã, trên báo chí cũng đã phản ánh nhiều. Như vậy thì công an thành phố có những giải pháp gì để giải quyết tình trạng này trong thời gian tới? Trong thời gian vừa qua thì công an thành phố cũng đã tăng cường này, phối hợp với xử lý, rồi tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp các ngành, rồi gia đình để mà tuyên truyền việc học sinh tham gia đi xe phân khối lớn không đúng quy định. Đặc biệt là đối với các cái trường hợp học sinh vi phạm, công an thành phố đã thông báo về nhà trường và gia đình để mà có cái hình thức xử lý phù hợp, là hạ hành kiểm rồi kiểm điểm. Cái việc làm này thì đã tạo cái hiệu quả tích cực, vừa giúp học sinh tự nâng cao ý thức, vừa khiến cho nhiều phụ huynh phải cân nhắc cẩn thận hơn nhiều so trước đây trong việc giao xe máy cho con em mình. Tiếp thu các kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đã có những giải đáp thông tin làm rõ thêm những vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ những điểm nghẽn trong từng lĩnh vực cụ thể. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết bên cạnh các biện pháp của các ngành chức năng, cũng rất cần sự đồng hành chung tay của người dân trong việc chấp hành pháp luật, tuân thủ các quy định để góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, phát triển. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, đối với những kiến nghị của cử tri còn tồn đọng, Ủy ban Nhân dân thành phố và các ngành cần tiếp tục rà soát quyết liệt trong chỉ đạo, giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri, nhất là giải quyết những công trình dân sinh bức xúc trên địa bàn thành phố. Đối với những vấn đề cụ thể được cử tri nêu ra tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các ngành vào cuộc quyết liệt để giải quyết những kiến nghị của cử tri. Quan tâm cái ưu tiên cái đầu tư mua sắm cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và yêu cầu chuyển đổi số, đề án 06 và những nhiệm vụ liên quan. Chứ không thể là chúng ta là duy trì là cứ bắt là phải dịch vụ công trực tuyến rồi bắt phải việc này việc kia, trong khi là vấn đề cơ sở vật chất chúng ta không có đáp ứng được thì không thể thực hiện tốt cái nhiệm vụ này. Ý thứ nhất. Ý thứ hai là tiếp tục rà soát những vấn đề về đảm bảo an toàn giao thông, rồi nhất là tập trung nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ giải quyết những cái điểm đen về giao thông và đầu tư cho giao thông tỉnh, cho bãi đỗ xe, những cái nhu cầu rất là bức xúc mà cử tri cũng nhiều lần kiến nghị. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân thành phố, của các địa phương, đặc biệt là các quận huyện xã phường trong công tác quản lý đô thị. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố rà soát hoàn thiện các quy định, chế tài trong từng lĩnh vực cụ thể để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.